hành trình nâng 13,3 điểm cho con trai, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thi thức dân trí. Sau khi ăn cơm với đoàn cán bộ coi thi tại một nhà hàng ở thành phố Hà Giang, ông Phạm Văn Khuông, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã gọi Nguyễn Thanh Hoài ra xe ô tô và bảo anh chỉ lo cho con anh trượt tốt nghiệp, phải xem xét tất cả các môn thi của con cho anh. Hoài bảo vâng. Theo dự kiến, giữa tháng 7 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị can trong vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh này. 5 bị can này bị truy tố gồm Nguyễn Thanh Hoài, cựu trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Vũ Trọng Lương, cựu phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Phạm Văn Khuông, Triệu Thị Chính, hai cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang và Lê Thị Dung, cựu cán bộ công an tỉnh Hà Giang. Nhờ chú quan tâm đến cháu, trong bản cáo trạng dài 20 trang số 09/CT/PKS của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 28 tháng 5 năm 2019 nêu rõ, trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được bị can Phạm Văn Khuông, nguyên phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, trực tiếp phụ trách phòng khảo thí chất lượng và quản lý chất lượng giáo dục, hội đồng coi thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Bị can Khuông không tham gia trong hội thi, nhưng vì con trai dự thi tại tỉnh này nên đã nhờ cán bộ là Nguyễn Thanh Hoài nâng 13,3 điểm cho con trai của mình. Cụ thể, vào 8 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2018, khi hội đồng coi thi đã gửi phiếu dự thi cho các thí sinh, bị can Khuông lên phòng làm việc của Hoài và nhờ Hoài xem xét giúp đỡ cho con trai mình tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, đăng ký xét tuyển Đại học Y Thái Bình. Khi Hoài hỏi số báo danh của con trai Khuông thì Khuông nói chỉ nhớ 3 số cuối là 284 nên Khuông đã gọi điện về nhà cho con trai để hỏi nhưng không được. Lúc này Hoài bảo không cần đâu và Hoài lấy điện thoại di động gọi cho Nguyễn Văn N, nguyên chuyên viên phòng khảo thí, và N bảo cầm tập phiếu thi của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang lên phòng Hoài. Sau đó có tập phiếu thi, Hoài sẽ rút một tờ phiếu và hỏi Khuông đây có phải là ảnh của con anh không. Khuông nhìn lại và xác nhận đúng sau khi Khuông nói với Hoài nhờ chú quan tâm đến cháu. Tiếp đó vào 13h30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2018, sau khi ăn cơm cùng với đoàn cán bộ coi thi tại một nhà hàng tại thành phố Hà Giang, Khuông đã gọi Hoài ra xe ô tô và bảo với Hoài, anh chỉ lo con anh trượt tốt nghiệp, phải xem xét tất cả các môn thi cho con anh. Hoài bảo vâng. Ngoài ra, vào đầu tháng 7 năm 2018, bị can Triệu Thị Chính, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, gọi điện cho bị can Khuông để hỏi số báo danh của con trai Khuông, nhưng Khuông sau đó chỉ nói nhớ 3 số cuối của số báo danh là 284 tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang, sau đó chính tắt điện thoại luôn. Kết quả số báo danh 05000284, con trai Khuông được nâng 13,3 điểm của 3 môn thi trắc nghiệm, 3 lần chuyển danh sách nâng điểm cho 93 thí sinh. Đầu tháng 5 năm 2018, bị can Hoài gọi Vũ Trọng Lương, phó trưởng phòng kiểm định và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang sang phòng làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo để nâng điểm lo cho một số trường hợp đặc biệt trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Hoài sau đó đã 3 lần chuyển danh sách 93 thí sinh cần nâng điểm môn thi trắc nghiệm cho Lương. Lần 1, sau khi có một số người có mối quan hệ quen biết, bạn bè, đồng nghiệp của bị can Nguyễn Thanh Hoài nhờ nâng điểm cho thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, cung cấp thông tin cá nhân của các thí sinh cho Hoài. Tháng 6 năm 2018, sau khi một số người quen, đồng nghiệp nhờ nâng điểm cho thí sinh, Hoài tải danh sách M9 từ phần mềm quản lý thi Trung học phổ thông quốc gia về máy tính cá nhân. Hoài sau đó đã đánh dấu bôi vàng vào dòng thông tin các thí sinh và điền số điểm cần nâng rồi đưa cho Lương. Trong một lần có tổng số 77 thí sinh cần nâng điểm. Lần 2, cũng trong khoảng thời gian tháng 6 năm 2018, Hoài trực tiếp nhận tin nhắn của hai người quen gửi số báo danh của 3 thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang để nhờ Hoài nâng điểm. Hoài tiếp tục chuyển tin nhắn này qua điện thoại cho Lương để Lương nâng điểm cho 3 thí sinh này. Lần 3, cũng trong khoảng tháng 6 năm 2018, Hoài tiếp tục nhận được thông tin của thí sinh do những người có mối quan hệ quen biết với Hoài để nhờ Hoài nâng điểm. Khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018, tại phòng trưởng ban thư ký hội đồng thi ở tầng 2, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang, Hoài đã sử dụng máy tính cá nhân để lập danh sách số báo danh 13 thí sinh rồi gửi qua email cho bị can Lương để Lương nâng điểm cho các thí sinh này. Sau khi nhận được danh sách, Lương tiếp tục nhập bổ sung các danh sách thí sinh cần nâng điểm mà Lương đã lập và lưu trong máy tính. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Công an Hà Nội sẽ điều tra về sai phạm của cựu bí thư Phúc Thọ.
Tại cuộc họp báo sơ kết tháng 6 đầu năm của Bộ Công an đã diễn ra vào cuối giờ chiều ngày 26 tháng 6, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến sai phạm trong chỉ đạo quản lý đã xảy ra vi phạm trong một số dự án xây dựng tại địa phương dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của ông Hoàng Mạnh Phú, cựu bí thư